Thứ tư sau Chúa Nhật 24 thường niên, Đức Mẹ sầu bi lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, ta có thể đọc tin mừng hôm nay và suy niệm về những gì tác giả nói như một lời ca thán của Chúa Giêsu chăng? Có thể lắm chứ, đến cả Chúa Giêsu mà còn không chịu nổi thế hệ này cơ mà. Thế hệ này là từ ngữ mà Chúa ám chỉ đến những người biệt phái say mê lề luật. Nghe luật sĩ thì có vẻ hàn lâm, giỏi giang, trí thức, nhưng nói cách bình dân thì đó là những người chỉ biết sách vở, đại khái là thế. Sống trên đời quả là khó khi làm vừa lòng tất cả mọi người, gần như là không thể. Kinh nghiệm của Chúa Giêsu và bao nhiêu bậc thánh hiền nói với chúng ta như thế. Đối với những kẻ thích bươi móc và dèm pha thì lúc nào chúng ta cũng có cái để họ chỉ trích phê bình. Tệ hại ở chỗ là lúc nào chúng ta cũng chỉ trích, chê bai cái gì chúng ta không vừa lòng. Chúng ta còn lên mặt dạy khôn, dạy đạo đức và lên lớp người khác, trong khi chúng ta nói một đàng, làm một nẻo. Hình như trong bất kỳ thời nào, hình thái xã hội nào cũng có những người như thế. Đối với những kẻ thích bươi móc và dèm pha thì lúc nào chúng ta cũng có cái để cho họ chỉ trích phê bình. Tệ hại ở chỗ là lúc nào chúng cũng chỉ trích, chê bai cái gì chúng cũng không vừa lòng. Chúng còn lên mặt dạy khôn, dạy đạo đức và lên lớp người khác, trong khi chúng nói một đàng, làm một nẻo. Hình như trong bất kỳ thời đại nào, hình thái xã hội nào cũng có những người như thế. Trong đời thường, sống với những người này đã khó vì luôn luôn phải chịu sự soi mói của họ. Trong chính trị xã hội, loại luật sĩ này mà làm lớn thì thế nào dân cũng phải khổ vì chúng. Loại tri thức bàn giấy, suy nghĩ trên sách vở mà không thực tế, thì ra hàng loạt luật lệ để hành dân, tốn kém thời gian công sức, sửa đi sửa lại để kiện toàn. Chúng ta thấy thực tế đầy rẫy ra đó, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Loại tri thức nửa mùa, nói một đàng, làm một nẻo, hay kiểu đạo đức giả thì không thiếu trong bất cứ thời nào. Đạo đức cán bộ xuống cấp, nay chỗ này cán bộ tha hóa, mai chỗ kia ông nọ sổ khám, mà mới ngày nào họ viết sách dạy đường lối, lên bục giảng về đạo đức, tư tưởng, triết lý. Trong đời sống đạo, cũng không thiếu những lần nhân danh là người ta nắm luật rồi, cũng giải thích luật tin mừng khô khan, áp dụng cách cứng nhắc mà làm cho nhiều tâm hồn ra nghi ngờ và cứng cỏi. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, làm theo sự khôn ngoan của Thánh Thần hướng dẫn, không phải vì phê bình chỉ trích hay soi mói của người đời có thể làm thay đổi triết lý sống đạo của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa nói, biết cầu nguyện để nhận thánh ý Chúa mà sống cho đẹp lòng Chúa. Amen.